Lumsum scandal Lisa, Eager thật lòng muốn đòi công bằng cho nghệ sĩ hay tranh thủ thêm nhiệt, đúng lúc cho phương album Blackpink. Thông tin vụ việc Lisa bị quản lý lừa đảo đang nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Vào sáng ngày 2 tháng 6 năm 2020, báo hàng liên tục đưa tin vấn đề thành viên Lisa của nhóm nhạc nữ Blackpink bị một người quản lý cũ thân tính lừa đảo một số tiền lớn. Và không lâu sau đó, phía công ty chủ quản của Lisa là Eager Entertainment đã chính thức lên tiếng xác nhận vấn đề với công chúng, thừa nhận vụ việc đáng tiếc này. Tuy nhiên, khi IG công bố thông tin thành viên Lisa bị lừa đảo vào lúc này, gần với thời điểm ra mắt album comeback của BLACKPINK, khiến cư dân mạng không khỏi đặt nghi vấn về sự chiêu trò của công ty. Điều đây thực sự là đòi lại không bằng cho gà nhà, hay thực chất là lợi dụng chuyện này để gây chú ý thêm cho album sắp tới của BLACKPINK. Theo đó, không lâu sau khi báo hàng đưa tin, phía công ty IGN đã xác nhận việc Lisa. Blackpink bị quản lý cũ lừa tiền, khiến người hâm mộ thêm phần xôn xao. Người quản lý cũ này đã đi theo Lisa từ những bước đầu tiên hoạt động nghệ thuật. Khi cô nàng vừa ra đường cùng nhóm Blackpink, chính vì thế mức độ thân thiết giữa Lisa và vị quản lý này là vô cùng cao. Thay vì trân trọng, người quản lý này đã lợi dụng điều đó và tiếp nhận số tiền 1 tỷ won, gần 18,7 tỷ Việt Nam đồng, với lý do tìm kiếm bất động sản cho Lisa thế nhưng thực tế số tiền này lại bị vị quản lý này tiêu vào việc ăn chơi bài bạc dẫn đến sự việc này đại diện ig chia sẻ thông qua một cuộc điều tra nội bộ chúng tôi đã phát hiện ra lisa đã bị người quản lý của lừa đảo lisa có mong muốn hòa giải trong em đẹp vì đó là quản lý cũ mà cô đã rất tin tưởng a à, người quản lý đã đồng ý hoàn trả một số tiền mà anh ta lừa đảo và phần tiền còn lại sẽ được trả lại thông qua kế hoạch trả nợ hiện anh ta đã rời công ty bên cạnh việc ign đã xác nhận việc lisa blackton bị quản lý của lừa tiền phía công ty cũng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và khán giả về những lo ngại dành cho nghệ sĩ của công ty ign cũng hứa hẹn sẽ có trách nhiệm hơn trong việc quản lý giám sát nhân viên của công ty cũng như ngăn chặn tuyệt đối các vấn đề lừa đảo thế này một số khán giả nghĩ rằng việc công ty ig công bố xác nhận đưa sự việc lisa bị quản lý của lừa đảo ra ánh sáng thế này là một việc làm đúng đắn rất cần thiết để có thể bảo vệ và đòi lại công bằng cho nghệ sĩ của mình. Họ còn cho rằng IG lần này làm việc nhanh gọn, giúp đảm bảo tốt những lợi ích cho Lisa. Tuy nhiên một bộ phận fan và cư dân mạng lại đặt nghi vấn rằng vì sao đến tận bây giờ IG mới công bố sự việc này đến công chúng trong khi vấn đề đã diễn ra gần một năm qua. Thời điểm này đang rất gần với ngày nhóm Blackpink trở lại đường đua pop với sản phẩm mới và full album đầu tay. Họ nghi ngờ rằng IG đã lợi dụng chuyện đáng tiếc này của Lisa và công bố vào thời điểm nhạy cảm thế này để tạo thêm sự chú ý thúc đẩy lượng doanh thu cho sản phẩm sắp đếm của Blackpink, từ đó có thể thu thêm lợi nhuận hiện sự việc đã được xác nhận và có hướng giải quyết nhưng các fan vẫn rất lo lắng cho tình hình của lisa về những tổn thương mà cô đã chịu đựng thời gian qua fan mong eager thật sự sẽ giải quyết triệt để và mang lại công bằng cho thành viên lisa chứ không phải như những gì họ đã đặt nghi vấn hãy theo dõi xa star để cập nhật tình tiết sự việc